Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Và đặc biệt là chào tất cả các anh em mê cá nha. Thì trong video trước á, mình có nói là sẽ làm video về những con cá hổ nhỏ này nè, size nhỏ, size mini, khoảng một lóng tay mình nè, lóng tay út của mình nhỏ xíu à. Thì các anh em mà mê cá thì hổ Indo với hổ Sumatra với hổ bạc á là một trong những dòng cá săn mồi mà rất là phổ biến nha các anh em. Mình tình cờ tìm được mấy con hổ size nhỏ, hổ nhí á, thì để mình sẽ quay cho các anh em xem và cái cách mà mình nuôi nó như thế nào, cho ăn thức ăn gì. Thì trong video lần này mình cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các anh em mà muốn chơi những con hổ size nhỏ này. Mời các anh em cùng xem video của mình nha. Những con hổ mình đang quay là hổ size nhỏ, hổ Indo size nhỏ nha mọi người. Thì cái size này nó khoảng một lóng tay út của mình. Thì ban đầu á nhìn nó đen thui vậy, sau này mình nuôi lớn lên á thì nó mới bung những cái sọc đen sọc vàng ra, thì nó sẽ giống như con hổ này nè mọi người. Đó, nó sẽ sọc nào ra sọc đó, màu đen với màu vàng nha mọi người. Thì thức ăn của nó chủ yếu là trùng huyết đông lạnh và trùng chỉ. Thì nếu mà size nhỏ hơn á thì các bạn có thể cho nó ăn bo bo, những cái thức ăn có kích thước nhỏ vừa với miệng nó. Đây là bo bo nha mọi người. Khi nó còn nhỏ thì mình cho nó ăn bo bo, nó lớn lên một chút xíu mình mới cho ăn trùng huyết. Thì con bo bo này nó rất là nhỏ, thì mọi người quan sát kỹ mới thấy nó ăn. Đó, nó đớp 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 những con bo bo. Thì sau một thời gian nó lớn lên đó, mình mới cho nó ăn trùng huyết nha mọi người. Mình bỏ nó trong cái lồng dưỡng cá của mình tự làm nè. Đó, để nó khỏi chui qua hai cái ngăn kiến, nó chui qua những cái con cá lớn thì nó sẽ cắn nó. Thì video của mình tới đây là kết thúc rồi. Hẹn mọi người trong những video tiếp theo mới nhất của mình nha. Thì trong video tiếp theo mình sẽ là về củ sừng hoàng đế. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh và bấm like để theo dõi những video tiếp theo mới nhất của mình nha.